đi bà nội quay phim á. Ok, vô. Nè con ơi, con đứng đó chờ ông nội đi. Coi chừng xe. Coi chừng đụng của người ta. Quỳnh Anh đâu rồi? cẩn thận con. Ê, coi chừng đụng. Con ơi, đừng có nuốt nữa. Không có nuốt nữa cơ. Đứng lên đi, đứng cao lên. Con ra con phụ ông nội đi, ông nội lựa cái gì vậy? Con thấy anh này gọi không? Anh ấy đi ngang là anh ấy phải chờ mình đó. Anh thấy không? Anh ấy nhỏ mà anh ấy biết như thế là anh rất là giỏi, anh thấy không? Đó, anh ấy mua đồ đó, thấy không? Anh giỏi ghê chưa? Ly ra chỗ ông nội rồi cả. Thank you.
nãy con lựa hả? Con nãy con ngồi... lựa như thế nào? Con lựa là mắt con rất là đỏ, con cũng thấy là quà nào không có bị dập. À quà nào không có bị dập. Đấy gì nữa? Ở xong con thấy là quà quá chín. Hơi xanh xanh chín chín. Ok. Thế thế bà nội dặn con là mua cái gì có nhớ không nè? Nhưng mà bà nội dặn mua đồ cho bà nội á, mình đã mua đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Đủ rồi à? Đâu cái xe nào của ông nội đâu nhỉ? Đâu xe nào? Đâu xe của mình á? Xe này của mình đúng không? Xe mình có cái gì đâu? Hả? Đâu rồi, đồ chơi đâu mất tiêu rồi. Đồ chơi gì chị? Đâu? À, đây là đồ chơi của Quỳnh Anh, Lily, mỗi người một hộp nè. Có ghi một hộp nữa nè. Có ghi hộp, có ghi đâu rồi? Rồi. Ok. À, có ghi đây, hộp có ghi. Đó, đây là hộp của đây là hộp Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. À, của ok. Còn cái xe ông nội đâu ta? Xe ông nội ở ngoài kiểm giám. Đâu, đâu, đâu. Anh hỏi cái xe ông nội đâu? Thì con đoán là cái xe nào của ông nội. Đây các xe này rồi. Đúng không? Rồi, cái này là xe của ông nội đây. Đúng rồi, chính xác. Không rồi, không rồi. Tại vì bà nội thấy nè, hồi nãy con nói ông nội mua giấy rồi đúng không? Đúng không? Ông, đây cũng tóc lại cho nó gọn. Thấy rồi. Xúc lên. Tóc em nó bị xõa ra đó. Còn còn uống ly nha. Còn hết luôn nha. Đứng im đi rồi chị cột tóc cho nha. Ừ, chúng ta mới thấy chồng làm trái tim được đúng không chị? Ờ đúng rồi. Nói nghe nè, tay mình hồi nãy là mình rờ rất là dơ, do đó mình đừng có cho lên mắt, ok? Không cho lên miệng, ok? Đồng ý không? Nhưng mà chúng ta phải rửa tay với đồng bơi nha. Ê. Chưa xong, để cho chị kéo hả? Ủa, thế mình chị cột tóc cho mình ha, mình không cảm ơn. Cảm ơn. Ê, lại ơi. Thế bây giờ? Ông nội mua nước cam á. Ông nội mua nước cam á, đúng rồi, ông nội mua nước cam nè. Ông nội mua sinh cung kìa. Thôi mình mua thêm, mỗi người có một hộp thôi mà, đâu có sao đâu, đúng không? Ừ, không có sao. Vậy là lát nữa mình về đó là mình sẽ xếp cây Noel này đúng không? Dạ đúng rồi. Mình xếp cây Noel. Nếu vô thời gian thì mình bơi. Ê, không phải, đây. Không phải, nếu á, mà chúng chung. Bây giờ mấy giờ? Chúng ta phải cho Úc Bê bác bị vua tắm. Ai? Búp bê nào? Mấy con ở trong cái hộp này nè. Ok, nhưng mà cái đó là mình có nên lấy ra liền không? Dạ có. Lấy ra rồi làm sao mình sắp lại để mình mang về nhà? Thì mình dám ăn kem luôn. Hả? Mình dám ăn kem luôn. Theo bà nội nghĩ đó là quà Noel thì thôi con mang về nhà rồi con mới mở ra. Còn mình chỉ lo là cây Noel thôi. Không nhiều. Nó tay bẩn. Con làm không nó. Ok, không chịu thì thôi. Vậy đó kìa, em cái giờ mấy giờ nè? Bây giờ mấy giờ? Không nhìn cho mấy giờ. Ông nội đâu rồi? Rồi, ông nội xong rồi kìa. Ok, rồi. Ông nội già mà. Nhiều quá vậy. Không nói như thế. Con đã mua xin gom nhưng mà nó mua có một chai à, chai nhỏ xíu à. Nó bảo ông nội còn ráng mua nữa. Đồ chơi. Giấy nhiều quá rồi sao? Không sao. Mẹ mua 4 cho 4 cuộn. Bố mua 4 cuộn mày dư rồi. Vậy thì mình sẽ bỏ lại. Bỏ lại. Mà lấy cái này nè. Đúng rồi, bố lấy cái này nè. Ok, cái đó nó tốt hơn. Ủa, 4 cuộn rồi hả? Bố mua 2 cuộn.
À bố mua hai cụ anh. Ok. Tôi bỏ bớt lại nha. À. Không biết có đâu đây. Tuốt đằng kia. Phải để Lily đi kia đi kiếm chỗ bỏ lại đằng kia cho nó. Cái chỗ mà cụ. Đây là đây. Bây giờ mình xếp bớt đồ qua đây đi. Ok. Xếp lại giấy qua đây. Một. No no, cái này để đây. Lấy cái cuộn này ra. Hai. Ba. Bốn. Rồi, được rồi, xong. Được chưa? Chờ nha, chờ ông nội nha. Yeah.